Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh NDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Roboti, các dự án IDO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cùng để tiếp tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong nội dung video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình New M-Day mới có tên là Zone of Avoidance. Đây là một cái dự án M-Day thường lệ diễn ra ở trên sàn MEX Việt Nam. Và phiên này sẽ là phiên trading cho anh em, đáp ứng mong mỏi của anh em sau những phiên mà chúng ta thấy là anh em trading không tham gia được, thì phiên này MEX đã mở cho anh em trading có thể tham gia. Và đối với cái dự án Zone of Avoidance này thì mình cũng đã có những cái thông tin để có thể chia sẻ với anh em. Và ngay ở đây mình sẽ giới thiệu với anh em về cái dự án này. Thưa các bạn, đây chính là trang chủ của dự án Zone of Avoidance với tên mã là ZOA. Dự án được giới thiệu ở chương trình New M-Day đó là một dự án GameFi, Play to Earn, là một trận tiến tự động PVP, PVE, Play to Earn. Trong đó, vũ trụ trở thành chiến dịch của bạn, mua phi thuyền MT của bạn, nắp đầy chúng với các anh hùng bắt tay nhiệm vụ của bạn ra khỏi giải ngân hà mới tới vùng tránh. Khi nhảy vào giữa các hành tinh, bạn sẽ khám phá ra những mặt hàng có giá trị và chiến đấu với những cư dân sẵn sàng là bất cứ điều gì để tự vệ. Và đối với dự án này thì mình có dữ liệu về tổng cung cũng là mainnet của dự án. Thì như anh em thấy là dự án chạy trên nền tảng BSC và tổng cung của nó là 1 tỷ token. Dự án hiện nay đã có mặt ở trên CoinMarketCap với giá là 0,028 đô. Và hiện nay thì dự án mới nít ở trên Parkett và sắp tới thì chắc chắn là sẽ nít ở trên MEX qua chương trình em đây. Ở trên PancakeSwap thì giá của dự án hiện tại giá của dự án đang là 0,0204, mình cứ tạm gọi là 0,021. Và cái giá này rất sát giá IDO. Giá IDO của dự án được bán ở trên một số nền tảng như Pay Network hay là Lua Starter thì giá của nó là 0,02. Như vậy là giá này cũng gần ngang với giá IDO. Nên nếu như anh em mà bắt đáy giá này thì mình nghĩ là cũng bắt đáy được, bởi vì là cái giá này có thể bay được. Đối với cái dự án này thì cũng có một phần thông tin về phần Twitter của dự án. Thì dự án chạy rất là nhiều nên Twitter cũng có một cái cộng đồng khá tốt, nên tới là 67.000 lượt follow. Về danh sách follow thì chúng ta có thể thấy những cái tên đó là những cái tên một số dự án như dự án Zgame, một cái dự án rất là thành công, hay là Biskit đấy, rồi Token Hunter đấy, một số cái tên nổi bật. Đó là những phần giới thiệu của mình về cái dự án Zone Avoider này. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với nền tảng MEX để chúng ta tìm hiểu về cách tham gia trong phiên M-Day mới. Xem phiên này thì chúng ta có điều gì khác biệt hay không? Và anh em tham gia phiên này thì sẽ tham gia thế nào? Thưa các bạn, phiên M-Day mới là một phiên mà anh em đều biết rồi. Đó sẽ là phiên... phiên này sẽ là phiên trading. Và vol thì sẽ tính trong vòng 4 ngày. Đấy, anh em có thể thừa cày vol ở trên các thị trường như spot, ETF, margin và future. Tính vol từ lúc 5 giờ chiều nay và kết thúc vào lúc 4 giờ chiều ngày 30 tháng 5. Thời gian nhận vé với khối lượng giao dịch tối thiểu là 500 đô thì anh em sẽ có đủ điều kiện rút thăm may mắn, và các cặp giao dịch được tính vol thì anh em có thể theo dõi ở đây. Nó sẽ tính là cả spot, ETF, margin và future, nên anh em lưu ý chúng ta có thể tham gia cái cặp giao dịch phù hợp để chúng ta chơi, nhưng mà mình khuyên là anh em nên chơi với MX, Bitcoin và ETH nhé. Đấy. Ở đây thì anh em chỉ cần đạt khối lượng giao dịch tối thiểu là 500 đô thì anh em sẽ giành một vé, và sẽ có các mốc giành vé từ mốc 3.000 thì sẽ là 2 vé, 10.000 sẽ là 3 vé, 30.000 sẽ là 4 vé, và cứ tăng dần anh em để theo dõi, và tối đa thì anh em có thể nhận được là 100 vé ở cái mốc là vol 5 triệu đô, nhưng mà mình nghĩ là chắc không có ai cày được cái vol đấy đâu. Khối lượng giao dịch future sẽ quy đổi thành tổng khối lượng giao dịch với tỷ lệ là 30%. Anh em lưu ý nhé, cái khối lượng giao dịch của future thì quy đổi thành tổng khối lượng giao dịch với tỷ lệ 30%. Tức là anh em cày vol 10.000 thì nó chỉ tính, nó sẽ tính thấp hơn anh em nhé. Lưu ý cho anh em một tí, cái phiên này thì các bạn cần phải lưu ý cái điều này. Đối thời gian claim vé thì sẽ bắt đầu từ 10 giờ đến 16 giờ ngày 30 10 giờ đến 16 giờ ngày 30 tháng 5. Đấy. Rồi còn một số các cái phần lưu ý
Nữa đó là cái kết quả nút thăm may mắn thì công bố lúc 18 giờ ngày 30 tháng 5. Rồi ở đây thì thời gian phân phối sẽ 18 giờ 30 tháng 5. Đấy, đây là cái phiên AROP nên anh em không cần phải hold, không cần phải hold MX. MX sẽ niêm yết ZOA vào lúc 21 giờ ngày 30 tháng 5, tức là 9 giờ tối. Ngoài ra thì anh em nhớ mở tài khoản future, bởi vì là 500 người may mắn sẽ được chọn ngẫu nhiên, sẽ nhận được 10 đô future anh em nhé. Ok. Trong phiên này thì anh em lưu ý là số vé trúng thưởng sẽ là 1.000 vé, số vé là khá là nhiều, cũng không nói chung là nhiều hơn những phiên trước. Và với 2.000 token ZOA cho một vé trúng thì giá hiện nay đang là 40 đô và dự kiến là khi niết thì nó có thể đạt tới giá là 60 đô. Dĩ nhiên chúng ta cứ căn cứ vào cái giá cơ sở hiện tại là 40 đô, anh em cứ cầm chắc một vé là 40 đô đi. Được chưa? Rồi về cái cách thức tham gia ở trên Max Việt Nam thì các bạn nhớ là khi chúng ta tham gia thì chúng ta sẽ vào diện earn, bật vào phần phần em đây. Ở đây thì hiện tại thì nó chưa xuất hiện cái banner của em đây, nhưng khi nào nó có banner thì chúng ta sẽ vào đây nhé. Phải earn hay là phần chay nhỉ? Hiện tại thì chưa có cái banner của em đây. Đấy. Thì chắc là cái cách thức thì anh em đã quen rồi, thì anh em có thể theo dõi cái video mà mình hướng dẫn cho anh em cày vôn ở phía dưới phần mô tả video để chúng ta biết cách cày vôn của em đây, vì hiện tại thì cái banner nó cũng chưa có. Đấy, thì anh em sẽ vào đây, chúng ta sẽ chơi cặp spot, thì các bạn có thể chơi chơi cặp Bitcoin chẳng hạn. Đấy. Cặp Bitcoin và chúng ta dùng lệnh market chúng ta mua đi bán lại. Mặc dù là hiện tại chưa có banner nhưng mà vol đã bắt đầu được tính như bây giờ, thì anh em tốt nhất là nên đợi có banner chúng ta bắt đầu cày vol. Và khi ta cày thì chúng ta nhớ bật trả phí bằng MX anh em nhé, chúng ta trả phí MX và anh em mua cho mình một lượng MX để chúng ta tiến hành trả phí. Đó tất cả những phần lưu ý của bạn của mình dành cho các bạn tham gia một phiên em đây mới này ở trên sàn Max. Bây giờ thì admin sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn và admin chúc tất cả anh em trên kênh sẽ có những vé may mắn để có thể ăn được kèo em đây mới này. Cảm ơn em theo dõi video và xin chào các bạn. Video tiếp theo.